Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, đà đà đi đi. Lúc này mê bolero quá các bạn. Good morning, xin chào. Hôm qua ngồi nướng mấy cái đuôi tôm hùm ăn, nghe nhạc bolero thành phê luôn. Mình bây giờ quyết định phải tập hát thuộc một bài để mình hát gọi là cover cho các bạn nghe ha. Hy vọng bài YouTube không có khó chịu với mình. Tại vì vừa upload cái video lên, mình có đi vô chợ đó mà quên để ý thấy trong nó có cái background music. YouTube cự nữ bả khó chịu thiệt. Anyway thì hôm qua nằm có ngồi ngồi nghe nhạc bolero đã luôn. Nhiều cô gái rất là dễ thương nghe xinh hát. Tên gì mình không nhớ, chỉ có nhớ cô tên Hoàng Thục Linh là người ở bên Mỹ. Cô bé sinh ở đảo tị nạn. Mặt cũng dễ thương, hát hay. Như có chồng có con rồi ấy. Anyway, rồi cái tự nhiên có thì mình coi YouTube mà mình coi cái đề tài nào đó thì YouTube nó hay giới thiệu nhiều lắm. Phải quên khẩu trang. YouTube nó hay giới thiệu tiếp tục vậy đó. Mấy cái video liên quan hay là nó gần giống nội tại đề tài. Thấy Mr. Đàm hát cũng hát cái bản biển tình. Cái mình cũng nghe nghe Mr. Đàm hát. Công nhận Mr. Đàm hát phải rên, dễ sợ rên. Kéo cái giọng ư ra, kéo phăng ra đó. Thì cũng nhiều người chắc thích bởi vì có nhiều fan lắm. Thì nói thật ra lúc đầu mình năm 2010 mình đi về Việt Nam. Bạn chở từ Sài Gòn ra Vũng Tàu cũng nghe Mr. Đàm hát. Trong cái dĩa đó, thâu toàn là Mr. Đàm không à. Đàm Vĩnh Hưng. Mình lúc đó thì mình biết Đàm Vĩnh Hưng qua tại vì tin tức ở bên San Jose này anh ta bị tạt tạt cái bị xịt cái thuốc cây vô mắt á. Thì đọc báo nói tùm lum hết. News cũng có nói nữa. Rồi cái về cái nghe nhạc đó cái mình nói ồ Đàm Vĩnh Hưng vậy ha, hát cũng hay quá. Bạn nói thế á, ôi tôi thích lắm đó, thế này mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Cái nói dạ thôi để nghe 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 nhạc đó từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu hết cái dĩa rồi nó quay lại chắc cũng mấy lần. Đến lính lúc tới xe Vũng Tàu xong rồi lái xe về Sài Gòn cũng nghe luôn cái dĩa đó nữa. Lúc đó mình rất là ớn trà đậu Mr. Đàm rồi, cái giọng hát rên quá trời rên. Chịu hết nổi luôn nhưng mà không dám nói. Tình hình thì Cali đang đang tăng lên nhiều lắm. Cả nước Mỹ có ngày hôm kia thì lên tới rất cao đỉnh luôn, cao như là phá kỷ lục luôn á. Cho nên cái lệnh stay home của Cali giờ phải trở lại, bắt dân chúng phải ráng ở nhà nữa. Tình hình không ổn cái COVID-19 này. Mấy tiểu bang như Texas, Florida cũng bị giống như Cali đang tăng lên. Nói tóm lại thì còn một số người họ bị nhiễm ở ngoài mà họ không có biết họ bệnh hay là họ không có một số người họ không có sợ, họ cứ có đeo khẩu trang rồi tụ họp lắm luôn hết lấy nhau. Cái này là vẫn còn là đợt một chứ có đợt hai đâu, người ta cứ nói cái này là đợt hai, đợt hai khỉ gì, đợt một chưa qua nữa. Anyway, xách theo lỡ có gặp người ta thì mình đeo vào. Thôi giờ mình đi bộ nha. Cái wide angle camera đeo trên ngực. Cái này là cái máy nhỏ xíu à, giống như cái viên thuốc Tylenol vậy đó. Nói tới thuốc Tylenol
ốc nãy lãng lãng sao, ăn sáng xong là mình thường uống uống viên thuốc glucophage là thuốc cho tiểu đường á, ngồi ngồi đó nghe nhạc chút xíu tự nhiên. Không biết mình có uống thuốc chưa, thôi kệ uống, để uống đại thêm viên đi, lỡ uống có double dose cũng không sao. Tình à, không có gà lôi, không có thú vật nào cái bãi này hết, buồn. Có nó nhìn cũng vui vui. Đây có hai cây bông gần nhau, một cây màu trắng, cây màu tím. Ở trước sân nhà mình có một cây màu hồng, phải nói chi trồng cây màu hồng ở đây nữa. Đủ màu, đủ sắc. Nó đẹp. Cây này là cây peach, có cái trái nhỏ nhỏ. Cái trái gần mình thấy mình hái được không ta? Để coi coi có trái nào gần gần mình hái. Đây có mấy cái trái mình vói tới này. Ôi trời ơi, lo nhìn không quên. Xém té này, tới không? À, cái số một trái. Trái mận plum về rửa rồi ăn. Cái chó chịu bỏ qua đó là dữ nhất, có lúc không tự nhiên sủa bóng bóng bóng. Hai con husky này thì dạ hiền, chó husky nó hay, nó hiền quá. Mấy người hay nuôi chó xong rồi cứ làm mấy cái trò này này nọ đâu mà up lên YouTube mà người ta coi cũng dữ lắm, mình chính mình cũng khoái coi tại mình thích chó, nhưng mà không thích, không có thích, không muốn nuôi, nuôi mệt. Nhà hiện đại đang chật chội mà đi đây đi đó là mất công không, với lại chó nó sống vài năm cái nó mất đi mình lại buồn. Cây này nó trổ bông đầy hết rồi nè. Tím hết là cả cây luôn. Cây nhà mình nó trước sân nhà thì nó màu hồng mà nó chưa có nở. Hầu như đến cuối tháng. Cuối tháng 6, cuối tháng 7 chứ. Nói thiệt mình phải tập hát một bản nhạc thuộc nguyên lời luôn để mình hát cho các bạn nghe. Ê, có con nai, con nai, con nai, con nai, con nai. Đúng ngay chứ mặt trời chiếu khó thấy không? Khó quay được nó quá, nó đứng nhìn mình á. Thấy không, nó đang đi dưới cỏ. Thấy được cái đầu đó. Chạy rồi mất rồi, mình rình nó ra. Rình nó mình quay chút xíu. Đâu mất rồi ta. Nó đi về hướng này nè, đi về hướng nhà này. Hôm mình thấy nó ở đây. Thường thường nó đi chung hai ba con. Cái này thấy không? Mất tiêu rồi. Mình thấy con gà lôi luôn. Nó nằm trong cỏ ấy, thấy không được. Thấy chi đi vô được trong đó ta. Hồi nãy nói vụ đấy, mình ráng tập một hát một bài thuộc rồi cái luyện giọng ha. Mình hát cho các bạn nghe bản nha. Ok, này cây táo. Táo quá trời nè. Mùa này mùa hè sắp hè trái cây nó. Còn đây là cái lựu. Bông lựu.
Ồ, có trái đây nè. À, đây nè. Đèn trái nữa. Đang nói chuyện mà cứ bị mắt tập trung rồi. Dạ, mình sẽ tập hát một bài thuộc là thuộc lời ha. Xong rồi phải thuộc cái giọng hát hát không đệm nhạc nha. Hy vọng YouTube nó không có để bị gọi là copyright không. Có con quả quả kêu. Con đường vắng. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề. Da 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 da. Da da da. Bởi nói mình không có biết không có thuộc lời. Phải tập học thuộc lòng một bản nhạc mới được, bản nào mình thích ta. Biển tình. Qua cơn mê hay là phố đêm. Để mình nghe cho đã cho phê rồi cái thấy bản nào thích thì hát. Học thuộc cho mà hát ha. Lúc trước định học guitar nữa chứ. Lúc này bệnh tiểu đường tay chân nó không có còn cái ngón đau thấy mòn, bấm đàn chắc chịu không nổi. Cái plum phải trời mà mình cũng giỏi không tới. Âm nghe sóng vô từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vần trăng sáng với tình yêu chúng ta. Vượt ngàn hải lý cũng không xa. À, chưa thuộc lời mà cũng chưa cái đúng da đúng điệu lên xuống. Phải hơi nhái theo, hơi nghe nhiều, nhái theo mới được. La 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 la. Đời ta có gì đâu mà vui, có gì đâu mà buồn. Có một cái video của tiếng Anh nói về, cũng như khi mình buồn á, mình coi cái video này mình sẽ thấy hết buồn. Thì họ để một cái vũ trụ không gian để là you are here, là trên cái vũ trụ thế giới nó rất là to luôn, không cái anh ta nói là bạn là ở đây, xong rồi zoom in vô trên trái đất, mà trên trái đất thì cũng rất là to. Mình so với trái đất thì rất là nhỏ bé, mà từ trái đất mà so với vũ trụ thì trái đất nó tí hon luôn. Rồi vũ trụ mặt trời, cái solar system mà so với lại cả universe thì nó cũng nhỏ té bé tí tí thôi. Chàng ta nói tới mình sống chỉ có một thời gian rất là ngắn so với cái thời gian vũ trụ, rồi mình sẽ chết đi. Rồi những người mà quen thuộc với mình thì họ sẽ buồn, họ sẽ tưởng nhớ mình, rồi dần dần họ cũng chết, rồi những người quen thuộc của họ cũng tưởng nhớ họ, rồi cuối cùng ai cũng chết hết. Tóm lại vũ trụ thời gian vẫn đi, vẫn mình quay lại đi. Vũ trụ vẫn xoay sở và thời gian vẫn đi qua đường. Cho nên mình rất là nhỏ bé, rất là không có quan trọng. Insignificant so với những cái chuyện khác. Cho nên những chuyện buồn toái, những cái phiền toái gì của mình bỏ qua đi. Mình sống không có bao lâu đâu. Cho nên cứ yêu đời, cứ lạc quan mà sống. Trong trống gió. Leo lên cái đồi chí xíu đặng nhìn xuống. Leo lên không có cao lắm, đứng không biết chỗ đó có
Họ lúc trước mình có chỗ đứng nhìn ra mà giờ không biết họ có rào lại không. Nắng ngoài sau lưng mình cho nên có thể nhìn cái cảnh cũng đẹp. Ở đây thì chỗ này, khu này rất là cũ cho nên mấy cái cây điện rất là cũ kỹ ha. Có những cây nó cũng nghiêng ngã nữa, sắp ngã rồi. Nằm sau cái chính giữa cái cây cây phượng và cây hoa tím. Mình leo lên một cái dốc nhỏ nhỏ. Hôm trước mình có leo lên tốt cũng khoảng 500 thước lên trên. Thì có nhiều căn nhà trên đó cũng rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng mình thấy mình đi lang thang trong cái khu nhà đó, người ta nhìn mình thấy kỳ kỳ quá. Đi chỗ mà không phải thuộc của mình đó, nhiều khi người ta liếc nhìn cái, nhất là thời đại bây giờ. Băng qua đường đây có con chó dữ lắm, đi ngang sủa. Đây là trên một cái đỉnh, cái đồi hơi cao chút đỉnh, nhìn xuống thung lũng Silicon Valley đây. Chà, coi bộ không khí không có trong lành lắm. Xa xa có tiếng máy bay cất cánh lên. Thấy phi trường hoạt động lại đây. Đây, một góc nhìn ngược lại của cái chòm cây. Ủa, lúc nãy mình nhìn thấy cây này nó nghiêng, mà bên đây mình nhìn thấy nó đứng thẳng chứ đâu có nghiêng đâu. Chắc tại ống kính nó làm công công. Đây, cái cây này nó cùng cái loại bông tím với trắng hồi nãy, nhưng mà cái bông này thì bông đỏ. Đỏ thật luôn. Tên gì mất rồi, quên rồi, mình hôm nọ tìm ra cái tên, bây giờ quên mất tên. Những cái căn nhà bên tay trái của mình này nè. Sao hè là cái vách núi. Chắc chắn cái sân sao hè của họ rất là yên tĩnh và rất là riêng tư, không có ai quấy rầy hết. Ra đó cắm trại một mình. Xây cất cái sân cho đẹp ha, sân sau ha, bắt đầu. Tối ra xách cái liều ra ngủ. Hôm nọ thấy có bảng treo bảng bán một căn nhà đây nó trên 1 triệu. Những cái căn bên tay phải mình rất là to, 4 phòng đó chứ. Bề ngang thấy rất là rộng, phải không? Không biết bề trong nó làm sao, nhưng mà căn đối với đây là những căn nhà to đó. 4 phòng trở lên. Cái nhà này có cái lan can để nhìn ra mặt trời mọc, nhìn về hướng đông. Giờ này thì lúc đó nhìn trên đó thấy nắng quá, không có, dưới đây trơn trụi quá, thấy nhìn không đẹp gì hết. Bông hồng cho em. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt trăng te. chưa thuộc. Ây da, có mấy câu mà cũng không thuộc nữa. Ngồi nghe sóng vô, ôi lộn, nằm chứ. Ngồi gì, nằm cho nó khỏe. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt trăng theo từng đường gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngang 2 lý cũng không xa. Ôi trời ơi, hát cho các bạn nghe đó. Đi ra tới ngoài đường rồi. Mình đi ngược lại nhà nè.
thứ bảy buổi sáng thì ít xe cho nên đi bộ thì cũng không đến nỗi tệ. Ngày xưa lúc giờ đi làm bây giờ đi về đó, đi bộ ngoài đây thì bụi bặm. Các bạn thấy cái setup này nó nhỏ gọn gàng không? Rất là quay ảnh thì rất là tốt rồi, rất là gọn, không cần thiết cái gì nữa hết. Cho nên mình thấy cái này là mình thích nhất. Đường xa hun hút, không có một bóng xe. Đi buổi sáng thấy thoải mái thật. Hít thở không khí sạch. Hớp được nửa ly cà phê. Về cái mình hâm lại hớp tiếp. Nói cái 3-4 chiếc xe chạy ngang, 5 luôn, 5 chiếc chạy. Thằng bé âm thầm đi vào lối nhỏ. Xóm vắng. Mình sắp về tới nhà rồi. Giờ này người ta đang ở trong nhà uống cà phê, ăn sáng, ngủ nướng. Mình thì phải siêng năng đi ra ngoài đi bộ. Vì sức khỏe, vì tương lai. Cố lên, cố lên. Đi bộ riết thì nó cũng quen, chỉ có một cái là cái cơ thể mình nó chịu hết nổi rồi, nó già đó, đầu gối nó không có như xưa nữa, đi nhiều chưa thấy mệt nhưng mà nó bắt đầu nó nhức, cho nên mình phải đi sao mà cho giải quyết, tìm cách để mà trị nó hết khi mà hết đau khớp rồi này nọ là sức khỏe dồi dào. Đi từ Sài Gòn ra Chợ Lớn, từ Chợ Lớn về quận mấy. Nói thật ra mình đâu biết Sài Gòn, chỉ biết quận nhất là ở Bến Thành ha. Rồi cái phố gì, phố nhà giàu là gì quên đây, nghe nói tới quận 10 lận. Quận 10 là sắp xa ra khỏi thành phố rồi thì phải. Anyway, suốt ngày cứ nghĩ tới Việt Nam sẽ được về chơi là vui vẻ lắm. Sơ vậy cũng được 2 mile là khoảng sắp xỉ 3 km. Thấy cái chân nó hơi rụng rời hàng chi, tại mình thấy vui quá, vừa đi vừa hát vu vơ, vừa nhìn hoa nhìn chim, không có người đẹp để nhìn thôi, buồn 5 phút. Nhìn cái vườn này được vài ngày nữa nó sẽ héo đi, hoa nó sẽ không còn nữa. Không nói nổi tệ ha. Đi bộ xong rồi, về tới khu nhà. Hy vọng mình hát vu vơ, bà YouTube đừng có quậy, đừng có bà đặt copyright. Hát thôi mà, chứ đâu phải đệm nhạc vô của người ta hát đó đúng không? Anyway, mình có lúc thì mình đọc cái policy họ nói là mình hát như vậy cũng không được, chỉ có gọi là cover gì đó, gọi là mình vừa đàn vừa hát cái bản mình đề là như là mình hát cover cho một cái bản nhạc đó gì đó. Anyway, rắc rối, cứ up lên đại, nếu như mà bị cúp thì thôi, coi như cái vlog này không có xài được. Hát vừa thôi hát. Thôi mình xin chào các bạn nha.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Yeah. Hát hay không bằng hay hát.